Rồi tiếp tục thăm bảy khu vực này nha cả nhà, khu vực mà mình đang nuôi nhiều hy vọng nè. Cả nhà thấy không? Sậy mà nó cao cứ vậy. Nhà cái cánh cửa sổ đó trên lầu 1 người ta sậy nó cao tới đó luôn. Cao như tre vậy đó. Đây là chắc thì tháng nắng rồi nó vô rút vô hang với mấy cái đống mục hết rồi, nó không ra ăn nữa. Cái tháng mưa là dính chắc luôn, mình đặt trễ quá. Nhưng mà đặt đây còn năm sau còn đặt nữa no gì. Rồi để tắt máy đi vô cái để rộng như vậy bước nó rung dữ lắm nha cả nhà. Thăm cái này có là có rắn quay cho cả nhà xem ha. Cảm ơn cả nhà lúc song hành cùng Ngân Thảo. Mặc dù mệt mỏi nhưng mà nghĩ đến động lực là thứ nhất là kiếm rắn về bán có tiền. Thứ hai là có rắn này sẽ làm những video hấp dẫn cho cả nhà xem để cả nhà tiếp tục ủng hộ và song hành động viên. Nên là thôi không có gì hơn là chân thành nhất là gửi đến quý ông bà cô bác, anh chị em các bạn, em cháu nữa là đã nhiệt tình ủng hộ. Xin Ngân Thảo xin tri ân tất cả mọi người nha. Bởi Ngân Thảo hay chào cả nhà là vậy đó, là Ngân Thảo xem tất cả thành viên gia đình là người nhà hết rồi. Rồi mời cả nhà cùng đi vô cái thăm máy bẫy đầu tiên nha. Chỉ có sự chân thành đó thôi chứ không có gì hết cả nhà nha. Còn khổ quá muốn tri ân theo nhiều cách nhưng mà không được. Hãy vô thăm cái bẫy đầu tiên này. Em vô tới trong khu này rồi, cái khu đất mà mình hy vọng bẫy này dính này. Mà là bữa giờ nắng quá nó không đi đó. Chứ là tùm lắm rồi nha. Rác này dân người ta xung quanh người ta dục qua bờ tường tường rào á, nó dục vô đóng đóng một ngày chắc chắn có hoàn hành. Mà thăm hai lần không dính. Mọi người thăm này cái này chuột chết mình quăng ở đây luôn à. Thế cái bãi khác vô à. Bãi này chuột chết. Chết khô luôn à. Thúi quá làm biến xử lý á. Để đây luôn. Cái này nó xét rồi. Giờ thăm thử cái lần này lần thứ ba có dính. Để chuột chết nữa quá. Chuột ơi. Chuột ơi. Đâu rồi? Ây, dính rồi. Trời ơi, dính rồi. Phải vậy chứ, trời ơi. Được. Trời ơi. Nó ẻ phân đằng này nè. Được, con này chắc rắn nhất rồi nè. 6 lạng có. Để ra tí nó bắt, chống máy bắt cho cả nhà xem ha. Trời ơi, đỡ cái bẫy này con nhìn con bò kẹp nữa. Nhất cái chết thì để là hồi nó vô nó giết chuột mình á. Có chuột bỏ vô là nó cắn chuột, chuột sốt chết luôn, cắn người ta còn chết. Mà là cái con này nha, nó là chích cho con heo á, con heo mình mấy chục ký vậy chích một cái là chết luôn. Đã đi ra bắt cái này nha xem. Tiếp tục thăm nữa cả nhà. Nó rất là tùm rậm rạp. Cắn đây có mà có chắc là nó chưa dính thôi. Nó dính một con là có hy vọng rồi. Cái này chưa dính luôn. Chuột còn sống. Cho lúa cho nó ăn đặt tiếp. Hy vọng. Trong hai dịp lúa nó ưu tiên luôn. Mình là đi phát lương cho nó ăn Tết. Lần sau đi thăm là coi như là đi lì xì cho nó. Rung lắc có cả nhà coi thông cảm nha. Đây, người ta gác chim. Gác đây người ta bẫy gì nè. Bên chủ nhà bên kia hoa họ bẫy. Nhà bên đây này ta trồng bông đẹp á. Đó, quay cái khe hở tường. Họ bỏ chim ra đó họ bẫy nè. Bẫy người ta cần một hai con chim mồi này bẫy gì mà quá trời. Cần lồng mười mấy hai con. Cái thăm cái khác này nè. Thăm cái nữa đây. Được đâu rồi. À còn sống. Lôi ba cái dây vô trong làm ổ.
này, tạm ngưng cả nhà, thăm tiếp cái nữa cả nhà, lau sậy này, đứt bùng trước mặt mình này, không có đường ra luôn, đi nước khứa cho về chạy mặt chạy mà hết trơn. Mình xốp lên có hy vọng chuột không chết, xốp nó mát á, che nó giữ nhiệt, cấp nhiệt. Này cũng thăm hai lần chẳng dính, trong đây nói chung là chưa dính con nào, mới nó dính con hồi nãy thôi. Chuột ơi, có nữa rồi, có nữa rồi, có nữa rồi cả nhà ơi, trời ơi, đã rồi. Khó ăn, thấy hồi này. Wow, một quăm luôn. Trời ơi, tháng này mà được vậy là mừng lắm rồi cả nhà ơi nè. Trời ơi, đẹp quá, chụp tấm hình coi. Tấm hình coi, trời ơi, kìa. Trời ơi, đẹp quá cả nhà. Sao không rõ được chụp. Nắng quá. Sao chụp đây trời, chụp hình làm thumbnail rất đẹp. Rồi chụp rồi. Rồi để chút xíu bắt cho nhà xem nha. Quá đã nè, nghi lắm mà phải có thôi chứ trong đây làm gì không có. Rồi, bắt đầu bắt cho nhà xem nha. Hai con này cả nhà, con này con nhỏ, con này con lớn. Con này con lớn. Con này con nhỏ hơn. Con lớn nhỏ giờ là mùa này dính rồi con. Quá đã. Con dính là ngon rồi. À, con này chắc chừng nửa ký rồi nè. À, nó độ 6 lạng nha, nó hơi ốm tháng này. Rồi, ra đi con. Ra cho bà con chiêm ngưỡng coi. Đây. Đây. Đó, sướng ỉa này. Ỉa đá gì cũng thơm hết đó giờ này. Ỉa đá gì cũng thơm, có mùi là thơm, vô bị không nói nhiều. Đã đó, tiếp em này nha, đó này mũi nhiều lắm, mình muốn ngồi nói chuyện vô bắt giờ nói chuyện cũng ấy, mũi nhiều quá. Bắt nhanh đi ra đây. Em này cái giá trị này, phải đúng chất lượng nha. Đây đây nha. Đã quái vật mùa đông. Hấp dẫn thiệt. Con kia là nó vô bị nó dãy như là con đẻ phải vôi trời. Như là con đẻ dính vô. Ở nhà biết không, con ứng dụng nông thôn á có đẻ. Con đẻ bỏ vô cho nó dãy dính. Để lần tăng tăng nó sót á. Nó chết. Nó không chết mà gì như nào. Không phát triển đó, nhưng mà mình bỏ cái đống vô đó cái nước là nó lại nở ra con được. Ra đi chạy dậy hết giờ, trời ơi tao thấy mày nó cưng chết luôn, đâu dám mày để chạy cái gì đâu. À, nó ra em nó từ từ ra đó. Ôi cả nhà ơi, chín lạng rồi. Con này nó chín lạng rồi cả nhà.
sướng không? Tháng này dính hàng vậy thôi chứ còn gì bằng. Nó phịt 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 nữa chứ. Đó, phịt phịt phịt. Bỏ vô. Hai em chung vô. Chung vô hơn ký rồi nha. Còn lý, còn lý. Còn lý, còn lý, còn lý. Đã quá. Tháng này được vậy là mừng rồi. Thăm trong đây 10 cái, đợt giờ chết chuột hết cái, còn 9 cái. Rồi, dọn dẹp xong rồi, dọn dẹp kiếm trường đi ra ngoài thăm tiếp mấy cái nữa nha cả nhà. Thăm 4 cái trong đây được 2 con rồi đó. Còn 6 cái ngoài kia hy vọng không biết. Rồi, cảm ơn nha cả nhà. Tới 7 có rắn quay cả nhà xem tiếp nha.